Chào các bạn, tôi là Hoa Vũ, là nhà sáng lập của phucuocuc.vn. Phucuocuc.vn là một trong những website giúp cho các bạn có thể tra cứu được quy hoạch tại Phú Quốc cũng như là tra cứu các văn bản liên quan đến bất động sản tại đây. Và cái chủ đề ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi khi mà chúng ta ra quyết định mua bất kể cái bất động sản nào. Thế thì câu hỏi đấy là gì ạ? Câu hỏi quan trọng nhất là chúng ta mua bất động sản đó với mục đích để làm cái gì? Đúng không ạ? Đã bao giờ các bạn đi mua bất kể một cái bất động sản nào, các bạn đã đặt cái câu hỏi này chưa? Hay là cái mua theo phong trào, hay là mua theo một cái ông A bà B thì chỉ dẫn, hay là đi theo được phương án đầu tư của một ai đó ạ? Đúng không ạ? Thường theo kinh nghiệm của tôi, càng đi theo ai thì càng mất tiền. Rất khó để các bạn kiếm được tiền. Có thể là một hai giao dịch đầu tiên các bạn có lời, nhưng đến giao dịch thứ ba, thứ tư tôi chưa chắc được điều đó. Đúng không ạ? Nên chính vì thế, cái việc quan trọng nhất khi mà chúng ta ra quyết định đầu tư đó chính là phải hỏi, đặt với cái câu hỏi là chúng ta mua bất động sản đó với mục đích để làm cái gì? Đúng không ạ? Nếu như chúng ta mua mục đích cái bất động sản đó với mục đích là để tiêu dùng tức là sao? Là chúng ta mua với mục đích là để ở, chúng ta mua với mục đích để làm văn phòng, chúng ta mua với mục đích để mà làm cửa hàng vân vân. Đúng không ạ? Hôm nay là chúng ta mua nó với cái mục đích là phục vụ cho những cái mục đích của chúng ta, tiêu dùng của chúng ta. Thì chúng ta xác định là tiêu dùng thì với những tiêu chí của tiêu dùng nó như thế nào, thì ở trong một cái video khác thì tôi sẽ chia sẻ cái này. Hai là gì ạ? Chúng ta mua bất động sản đó với mục đích là gì ạ? Là để tăng cái lãi vốn. Thế thì chúng ta không thể nào mua những cái mảnh đất nền mà chúng ta mong muốn được rằng là cái lãi vốn nó lại cao được, đúng không ạ? Ví dụ đấy là một trong những cái ví dụ rất là điển hình. Vì đất nền, tôi thông thường tôi thấy đất nền không thể nào mà các bạn có thể tăng cấp đôi hay cấp ba ở trong một thời gian ngắn, là rất khó được để được thực hiện được điều đó, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta đặt một câu hỏi là nếu ngày hôm nay tôi mua cái bất động sản này thì tôi đang trong đầu tôi đang muốn là tăng cái lãi vốn lên, tức là nó sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân bốn, nhân năm lên, thì liệu rằng bất động sản này nó có thỏa mãn được tiêu chí đó của tôi hay không? Ví dụ các bạn hiểu không ạ? Ví dụ tôi nói một cái thí dụ đơn giản thôi, ví dụ như ở Phú Quốc chẳng hạn. Nếu như ngày hôm nay các bạn mua một mảnh đất công, đúng không ạ? Ví dụ các bạn có 1 tỷ đi, các bạn mua được 2 công đất chẳng hạn, tương đương là 500 triệu một công. Thì nếu như giá đất tăng lên 1 giá, đúng không ạ? Thì các bạn lời được 2 tỷ. Tức là các bạn lời được gấp đôi so với số tiền các bạn bỏ ra, đúng không ạ? Nếu như các bạn nó tăng lên được khoảng là 2 giá, tức là 2 công nó thành là 4 tỷ. Tức là so với số vốn các bạn bỏ ra là 1 tỷ thì các bạn lời được gấp 3 lần. Đúng không ạ? Các bạn được thêm 3 tỷ nữa, tức là 4 tỷ. Đúng không ạ? Đó. Thì các bạn phải đặt một cái câu hỏi là chúng ta mua cái bất động sản đó với mục đích là lãi vốn thì nó có thỏa mãn được điều kiện là tăng giá lên gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần không? Thì chúng ta cần phải hỏi câu hỏi này. Và cái thứ ba nữa là gì ạ? Đó chính là dòng tiền. Đúng không ạ? Dòng tiền. Nếu như chúng ta mua bất kể một cái bất động sản nào, nếu như chúng ta tính toán ra được rằng là nếu như mà tôi mua cái bất động sản này, tôi cho thuê được hay tôi khai thác được cái dịch vụ gì đó liên quan đến bất động sản này mà nó tạo ra dòng tiền lợi nhuận cho tôi khoảng từ 4 đến 7% một năm, lợi nhuận dòng, đúng không ạ? Thì tôi mua nó. Ok. Nếu như trên 7% thì tôi khuyên các bạn nên mua luôn. Còn nếu như mà chúng ta mua nó với cái nó chỉ dưới 4% thì chúng ta nên cân nhắc, đúng không ạ? Thì trên đây là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải quyết khi mà chúng ta ra quyết định mua bất kể một bất động sản nào. Và tôi là Khoa Vũ, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.